Cái này anh sở hữu nó từ Hiếu Lũng Lạng Sơn về. À rồi. Nó làm sao ạ? Cũng không phải vùng mình nữa. Ở Hiếu Lũng Lạng Sơn. Từ trên Lạng Sơn. Bị nhầm mà giáp với Trung Quốc. Đây là ông chủ. Các anh nhá. Ngươi anh. Anh cho anh em chân nữa tí. Đây là cái phần tay cành. Tay cành của cây được vẽ và tạo thành những cái đường lắc cong rất là khó. Do nhiều năm làm ở dưới đất mới được cái bộ tay này. Đến nay anh Bình mới đưa lên chậu. Vâng, xin chào anh em nhá. Tôi sẽ ghi hình cho anh em xem một cái cây khế mà ở bên trong kia các anh đang cẩu lên xe. Cây khế này đã được trồng nhiều năm rồi, phần trên bồn rồi. Và cái cây này có một cái bệ đặc biệt, không những to mà nó còn rất đẹp. Nó là một quần thể rừng khế rất đẹp. Anh em theo dõi nhá. Tôi cùng anh em đi vào bên trong xem các anh làm. Ở bên trong kia các anh đang cẩu một cây xanh. Khi cái cây xanh này lên xe xong là sẽ đến cây khế bên trong nữa. Ở đây chính là cái bệ khế nhá. Bệ khế này vườn anh Bình anh đã trồng ở trong cái bồn và đã thuần rất nhiều năm rồi. Và đây chính là cái khu đất mà anh ấy vét ở dưới gầm của cái cây ra. Đó, thì bây giờ đã bó được cái bầu như này rồi. Từ từ để đã có rất nhiều những người chơi cây đã tìm đến với cây khế này nhưng mà chưa có duyên để ra. Cây khế này được làm và cắt giật rất nhiều lần và những cái sẹo đã mến như này cũng đường cong rất khó. Chào mọi người nhá. Rồi chào anh. Hôm nay bán hay là ấy đây anh? Hôm nay anh chuyển vào vườn trong vườn mới. À, vườn trong nhà gì? Đây. Này đưa lên bể luôn này. Cho lên ba cây thôi, còn vẫn phải đặt một số ở dưới đấy. Cây này đưa lên luôn anh. Có. Cái này đưa. Cái đường kính đầu từ đầu kia đến đầu này của nó dài bao nhiêu anh? Dài tầm khoảng 2 mét rưỡi đến 2 mét 7.
2m rưỡi 2m7 cái bầu chiều dài này, chiều ngang này nó rơi vào những chỗ này nó gần 2m, chỗ này thì cũng phải tầm 1m8 vậy nhỉ. 1m8 giờ là bạn xong nhà. Cái khế này chiều cao của nó bao nhiêu vậy? Khế này chiều cao nó khoảng từ đây đến nóc khoảng từ đấy bầu lên chắc phải độ 2m rưỡi, cũng 2m rưỡi. Vâng, anh Bình, anh vừa chia sẻ một chút thông tin về cái cây này. Cây để nằm đấy đi ơi. Cây để nằm đấy. Đây là một quần thể khế có cái bệ rất khủng. Cái cây này tôi không biết là khoảng tầm bao nhiêu năm nữa, nhưng mà rất là già. Cây cành khủng khoảng nghệ thuật. Quay cái bệ này. Đúng bệ. Đây, vườn nhà anh Bình thì có một số những cây khác, ở trong đó có những cây xanh. Đây là một cây xanh có cái bệ rất lớn, sân bò lan. Và cây này cũng trong kế hoạch di chuyển, chuyển vườn. Thank you.
3 cân đấy anh ơi. Chúng xe cậu lại đây. Đúng đâu vào? Đúng cái gì? Đúng đâu mà thổi. Vâng, để làm được một cái đoạn clip về cái cây khế này, tôi đã mất rất nhiều thời gian để làm về nó. Tôi đã phải qua đây nhiều ngày để làm cái đoạn clip. Trong đó có cái đoạn cuối của video này. Hôm nay trời không mưa và cây đưa về hôm nay đã được đưa vào bồn để xây quay lại. Và anh em theo dõi những đoạn tiếp theo. Cái cây khế này do nó có bộ bệ rất lớn. Cái đường đê này thì nhỏ, xe không vào được nên là phải dùng đến xe nhỏ. Mà xe nhỏ thì gánh cái cây này phải nói là rất vất vả. Phải rất nhiều tăng mới đưa được vào cái bể này. Đó. Đứng đấy sao lấy mấy em uống nước này. Thôi. Đó. Sao lại không nói gì? Cái cây được lên bể đây anh em. Đó. Nhìn nhá. Cái bể được đúc cái đáy này bằng bê tông rất dày và có cốt thép. Chúng ta xem lại một lượt cái cây khế này. Cây chưa tìm thấy chủ nhân mới, chứ không phải là không giao dịch mà có giao dịch nhưng mà chưa tìm được chủ nhân mới. Khi nằm ở dưới đất và lên trên bể nó đã có sự khác nhau. Như anh em trong dưới chơi cây cảnh có nói là cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi. Thì đúng, đây nó là mình tưởng tượng như thế. Đó là lời nói bóng gió nhưng nó cũng rất là thật. Anh mua cây hoa giả, có mấy trăm lên giảm mấy triệu giả bán. Không đây, anh này. Mua cây hoa giả này, bán thì con cái nó thèm tiền. Cái giá dưới giả bán. Đây là một cái gốc khế chua cổ thụ lâu đời. Đây là cái phần thân cũ của nó. Khi mà ngày xưa là bà con đã chặt cái phần gốc đi, chặt phần thân đi để trơ cái gốc ra. Và nó đã lên được cái mầm như này. Lên mầm to như cái cây bên này rồi. Và đây song song với đó là cái cụm này. Cả một cái quần thể khế. Bây giờ thân con cũng đã to như này rồi. Chúng ta hình dung là nó mất bao nhiêu năm để có được cây này. Trên dưới 100 năm.
nhiều người thắc mắc với tôi là khế thì tuổi thọ nó có cao không. Nếu mà để mà biết tuổi thọ của khế thì anh em có thể gõ vào Google tìm tuổi thọ của các loài cây hoặc tuổi thọ của cây khế. Cây khế tuổi thọ còn cao hơn cây ổi nhá. Đây tôi sẽ lấy tổng quan từ xa về góc này cho anh em xem. Hợp đồng cái gì? Không phải. Phải nói là rất đẹp. Phải. Thế Hải thì làm gì? Hải là con tôi, nó đi làm thì ở nhà chứ nó đi đâu? Ừ. Đây là mặt sau. Cơ duyên nào để anh sở hữu được cái cây này anh Bình? Anh tình cờ đi chơi gặp được thôi. À. Cây này nó rất có duyên với anh, là tình cờ anh đi chơi một buổi anh gặp được cây này. Nhưng mà để sở hữu được nó có khó khăn gì không? Nhưng mà nói chung là để đem được cây này về nhà thì cũng cũng mất quá nhiều công đoạn. Cái này anh sở hữu nó từ Hiếu Lũng Lạng Sơn vậy. À rồi. Cũng không phải vùng mình nữa. Ở Hiếu Lũng Lạng Sơn. Từ trên Lạng Sơn. Giáp với Trung Quốc. Đây là ông chủ. Chào anh nhá. Được anh. Anh cho anh em chân nữa tí. Đây là cái phần tay cành. Tay cành của cây được vẽ và tạo thành những cái đường lắc cong rất là khó. Do nhiều năm làm ở dưới đất mới được cái bộ tay này. Đến nay anh Bình mới đưa lên chậu. Nhìn người ta thợ nhìn cái bảo. À nó quay. Trôi. Rất đẹp. Bụi khế đẹp như này, chúng ta ngắm một lượt. Tôi gọi ông từ đêm qua. Chứ đừng gõ thế, gõ trên, gõ dưới nó lại càng nó đổ tường. Nó đang ướt. Vâng, ở trong vườn nhà anh Bình thì anh ấy có làm rất nhiều những cái cây, dạng cây vừa cây công trình, cây cảnh, cây hoa. Đây là một cái cây ổi song siêu, một cây ổi ta. Cây ổi này già gân guốc méo mó, có hai thân bò cùng một vế rất đẹp. Vâng, phải nói là rất điệu. Đấy, đây ông chủ đây. Anh giới thiệu qua cây ổi tí. Cây ổi này là mình mua ở dưới Nam Định về. Vâng. Trong quá trình mua về nhà cũng được vài tháng. Cây ổi này là ổi găng. Quả nó chỉ bằng ngón chân cái. Ổi găng hả anh? Ổi găng. Quả đẹp. Cũng hay nhỉ. Đây đây. Nói chung là quả thì sai. Anh em xem đây nhá. Đây đây là cái trái ổi găng đây này. Đấy. Cây này, cái quả này là do nó mới rụng cuống hoa cho nên nó còn nhỏ. Nhưng mà cái hoa nó ra, có loạt quả ra và loạt hoa ra tiếp tục, cũng là trái ra quanh năm. Nhưng anh em xem đây. Đó, và hoa bên cạnh. Anh giới thiệu một tí về cây này đi. Tình cờ như nào mua được cái này? Cái này mình xem trên mạng mình mua. À đây à? Xem trên mạng thấy đẹp hay là về tận nhà ông chủ mua cây này. Mã Nam Định rồi. Nam Định. Thì đam mê. Đam mê không giới hạn. Trên mạng là thấy cái hay cây nó nằm nó đuổi nhau thấy đẹp quá. Thế là phi về Nam Định đấy.
tức là xem hải xem ảnh của năm ngoái là quả của nó là sai xúc xỉu luôn. À đấy à. Vâng, khi mà thấy đã kết rồi, đam mê rồi thì là phải tìm bằng được mà mua bằng được. Rồi, sau qua mình điện thoại xuống nha, mình xuống mình mua. Vâng. Rồi cảm ơn anh nhá. Đam mê quá. Vâng. Vâng, tôi xin dừng video clip ở đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những video sau. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.